Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên trên online cũng như trong lớp hiện tại đây, kính chúc quý vị một ngày thật là an lành ha. Hôm nay ngày 20, thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta ôn tập cái phần lược sử Phật giáo Mông Cổ. Vì Phật giáo Mông Cổ không có gì nhiều cho nên chúng ta chỉ học ba buổi là chúng ta có kết thúc được dạ yeah. <laughs> đơn giản thôi không có không có nhiều tại cái này nó ngắn có thể nó nhập chung với cái kia cũng được không có sao hết vì quý vị cũng đã thấy rồi cái môn cổ cái bản chính nó không có mà đã chỉ, chúng ta chỉ siêu tầm là siêu tham khảo các tài liệu của các trang khác chứ không phải là một cái bản gốc chính Cho nên rồi chúng ta không cần phải mất thời gian nhiều với cái môn này thì nguyên uh, định hôm nay sẽ uh, ôn tập lại cho quý vị rồi tuần sau nữa chúng ta có thể trả lời vài câu hỏi <laughs> bây giờ sao quý vị thấy sao muốn sao à, trách nghiệm tiếp ha ừ, chắc ăn ha <laughs> Thì chúng ta thấy học cái môn này có cái gì thắc mắc không? Quý vị còn có cái gì thắc mắc không? Có ý kiến gì không? Đưa đại chúng để tham khảo, để chia sẻ cho đại chúng. Quý vị công nhận là Phật giáo của Mông Cổ này nó đơn giản đúng không? Nó truyền từ Tây Tạng, chính là từ, đa số từ Tây Tạng, ảnh hưởng từ Tây Tạng nhiều thì nói về cái cũng là thuộc về mật tông. Thì ôn tập thì chúng ta cũng cũng biết rồi thì à, sơ qua lược lại những cái nội dung chính chứ không có cái gì mà nó quan trọng nó cũng không có cái gì dài. Cho nên là chúng ta chúng ta chắc có đủ tài liệu hết chứ hả? thì là xứ uh, Phật giáo Mông Cổ. Mông Cổ là một cái quốc gia cộng hòa nằm ở phía đông trung tâm châu Á. Thì xứ uh, sở này nó um, thuộc về cao nguyên ở sa mạc của Bi và ở phía Nam thì uh, nó là một cái quần hộ lớn ở phía tây bắc. Thì ngôn ngữ thuộc về uh, tiếng Mông Cổ thì diện tích dân số tôn giáo thì Phật giáo là quốc giáo. Còn những hai cái tôn giáo nhỏ khác đó là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Thì Mông Cổ nó là một cái quốc gia kế thừa của quân quốc những đồng cỏ của thành các tư hãng. Độc lập năm 1911 và theo chế độ Cộng sản vào năm 1924. Có quan hệ mật thiết với Liên Xô cũ từ năm 1989. Thì tiến trình dân chủ đã bắt đầu và đưa sự cải tổ sâu rộng vào các mặt kinh tế và chính trị, các ngành kinh tế, chính trị, nông nghiệp, tài nguyên, khoáng sản, có gồm có thang đá vân vân thì cái, cái này chúng ta thông qua về cái đó là nói về cái kinh tế chính trị còn nói về Phật giáo chính là Phật giáo du nhập vào Mông cổ vào năm nó là theo thuộc cái nghiên cứu sử học của người Anh Andrew là Phật giáo được, được truyền vào Mông Cổ từ Ấn Độ, Trung Á và Trung Quốc. Ba cái nơi này đó là cái thiết thứ nhất. Thì theo cái sự, giữ nhà nghiên cứu sự học của người Anh thì họ cho rằng ba Phật giáo vào Mông Cổ mà từ ba cái nơi đó là Trung Á, Ấn Độ và Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ tư. Trước Tây Nguyên trước thời lịch bằng quân đường tê lụa qua các nhà buôn của người Anh. Từ đó Phật giáo dần 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 già đã phát triển đến thế kỷ 13. Tây lịch với nhiều đợt truyền giáo của Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, Phật giáo Tây Tạng chiếm ưu thớ và ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân Mông Cổ. Phật giáo thì, Tây Tạng thì chúng ta còn nhớ không? Đó là nó truyền từ Ấn Độ và Trung Quốc Nhưng thời gian thì Trung Quốc lại bị lùi để đánh lùi còn lại là Ấn Độ Còn ở nước này chúng ta nhớ là từ Trung Quốc từ Tây Tạng là chính Nhưng mà một hồi thời gian thì Trung Quốc bị đánh lùi còn Tây Tạng chiếm ưu thế hơn là do cái Phật giáo Tây Tạng họ người dân của người dân Mông Cổ họ thích ứng hơn họ ưa chuộng hơn cho nên là Phật giáo Tây Tạng là chiếm ưu thế hơn là Phật giáo Trung Quốc chúng ta chỉ nhớ những cái điểm chính vậy đó rồi sau này để chúng ta học mỗi chút một chút nên bắt đầu chúng ta mới có được cái kiến thức mới nhiều đỉnh cao của sự ảnh hưởng này là nhờ Đức Lạc Ma từ thứ thứ tư, đời thứ tư là người Mông Cổ. Trước khi Phật giáo được truyền vào Mông Cổ, tôn giáo bản địa là Sama là một tôn giáo chịu ảnh hưởng từ truyền thống tâm linh của người Ba Tư. Thì đó là cái một cái thiết mà nói về du nhập vào Mông Cổ. Còn cái thứ hai, một cái thứ khác nữa nó là một cái nguồn khác nữa đó là lịch sử tiếp nhận Phật giáo ở Mông Cổ. Lần đầu tiên là Phật giáo xuất hiện trên lãnh thổ Mông Cổ vào thế kỷ thứ hai. Trước Tây Lịch và từ đó các dân tộc người Hung và Sanjabi sống ở đây bắt đầu làm quen với tôn giáo này. Người Mông Cổ khi đó cho rằng Phật giáo đến từ người Duy Ngô Nhĩ là một tộc người gốc Tổ Nhĩ Kỳ sống tỉnh tại lâu lâu dài và có một địa điểm nhưng thỉnh thoảng lại chuyển đổi nếp sống sang lối lang thang du mục trong các thế kỷ ngay trước và ngay sau Tây Lịch, người Mông Cổ đã bắt đầu biến đến biết đến các tôn giáo phổ biến trên thế giới, Phật giáo, Hồi giáo và Công giáo. Tuy nhiên, suốt một ngàn năm, Đạo Phật chỉ được truyền bá trong dân gian và không được chính quyền thừa nhận lần đầu tiên với quý tộc Mông Cổ tỏ ra quan tâm đến Phật giáo bắt nguồn từ thời kỳ các chiến dịch viễn chinh của thành các tư hãng. Thì chúng ta cũng nhớ, tập nhớ tức là trước khi Phật giáo mà được thành quốc giáo thì cũng vào cũng giống như các nước chúng ta cũng đã học qua đời đó chưa có sự công nhận của chính quyền cũng chưa có, chưa có thừa nhận nhưng mà cũng ngầm là đã truyền vào rất sớm sau đó đến thời của thành các tư hãng là một chính thức thừa nhận thì xác hợp đại con trai thứ hai của đại hãng oan quốc đại là con trai thứ ba của thành các tư hãng đã mời được đại sư tây tạng sakya năm một năm một nghìn một đến một đến mông cổ để hoàng dương phật pháp sau khi phổ biến thành công học thuyết của phật giáo đức Sakya Pandita đã hoàn thiện văn bản chữ viết của mông, ta hơi tiếng mông cổ và phát triển một bản chữ cái tiếng mông cổ mới gọi là chữ viết cổ của người Mông Cổ. <laughs> thì đó khi thành các tư hãng trong cái thời kỳ nào vào năm 12 1251 thì mời mới mời thỉnh được cái một vị Đức uh, Sakaya -ja Pandita đến để hoàn dung Phật Pháp tại Mông Cổ. Thì trong cái thời gian đó cũng được dịch sang viết sang thành những tiếng mông cổ và dưới thời trị vì của hốt tất liệt hốt tất liệt là ai ừ. cháu nội của thành các tư hãn và là một người đã chinh phục thành công toàn cõi trung hoa để thành lập lên triều đại nhà nguyên gần như hoàn toàn bộ hoàn như toàn bộ người dân và giới quý tộc đã đều chấp nhận Phật giáo như một quốc đạo. Thì chúng ta thấy trong cái thời kỳ này mới chấp nhận và mới công nhận là quốc giáo. Chứ chữ quốc đạo nó cũng là cái tính mang cái tính gọi là tôn giáo hòa đồng, gọi là cái tôn giáo hòa đồng vậy đó thì nó cũng là cái thuộc là quốc giáo mặc dù trước thời đó họ đều là tín đồ Samma Samman giáo cái saman giáo này là cái tôn giáo bản địa của chính chính của người Mông cổ đầu tiên mà chúng ta bữa trước có nhớ không tức là họ thờ họ đến họ... cái cục đá trong họ cầu nguyện, họ quanh họ quay quanh cục đá đó họ cầu nguyện mỗi người quăng vô một cục đá, họ quăng riết thành viên một cái ụ đá ụ đất gì đó rất lớn để họ cúng bái rồi họ cầu nguyện cái này cái cái, 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 cái samma giáo này samma giáo này là cái bản địa cái tôn giáo bản địa của họ đầu tiên dưới sự cai trị của ông, đế chế Mông Cổ đã đạt đến quy mô lớn, lớn nhất và vô cùng hưng thịnh, chiếm 4 phần 5 diện tích lục địa Á Âu sau khi đã thành lập nhà Nguyên. Hôm Tất Liệt đã dời Kinh Đô từ Karakorum vào vùng đất Mông Cổ ngày nay sang Bắc Kinh tức là giờ từ nơi này đến Bắc, Bắc, Kinh bây giờ Bắc Kinh bây giờ nó thuộc thủ đô thủ phủ của Trung Quốc có dịp chúng ta đến đó tham quan một chuyến phải nói là thành phố rất đẹp khi nào có duyên ha chúng ta dẫn đi một chuyến nên đi cho biết thủ đô mà Nguyên định học ở đó được 10 năm cách thiên an môn đi nửa tiếng thỉnh thoảng đi qua đó đi xe đại, tàu điện ngầm qua đó thăm quan thì cũng có dẫn một số người qua đó thăm quan đi đến trung quốc mà không đi đến đó người ta nói gọi là sao chưa đến trung quốc gì đó trường thành nữa đến đến đến, đến, đến bắc kinh là cũng phải đến trường thành nữa đúng là đi từ đó đi bắc kinh từ ngay chỗ thủ đô đi lên đó hai tiếng đi tàu điện ngầm đi xe buýt cũng được rất tiện có dịp nên đi quý vị thấy cái, 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 công trình những công trình vĩ đại này. mình học đây rồi mình đi thực địa nữa thì nó rất hay áp dụng cả hai như vậy nó rất hay lắm Chứ cái thời của ông Phật giáo đã được công nhận là một tôn giáo chính thức của đế chế Mông Cổ với sự khoan dung độ lượng hiếm có vào thời đó và duy trì đến tận ngày nay. Ghê ha, cái tinh thần, cái tín tính ngưỡng của người Mông Cổ cũng rất vững mạnh. Theo cái lệnh của hốt thất liệt Đại sư hai ba 1, 2, 35, 1, 2, 80, cháu ngoại của Ganda Gunga đã phát triển một hình một cái hình thức chữ viết Mông Cổ. Thì cái này chúng ta đi thông qua thì cái này nó thuộc về cái chữ viết Phật và, Phật giáo chủ yếu được chấp nhận bởi triều đình và một số đại diện của tầng lớp quý tộc Mông Cổ. cái đây là chúng ta nói về Phật giáo du nhập cái phần Phật giáo du nhập thì nó có hai cái giả nó hai nguồn đó là một cái nguồn nói về thế kỷ thứ hai và cái thế kỷ thứ tư đúng không và triều đại nhà Nguyên nó và Phật giáo được công nhận quốc giáo là một cái thời kỳ của Hốt Tất Liệt Chúng ta tập nhớ sơ sơ nên tóm tắt vậy là bằng cái khái niệm, bằng cái cái suy nghĩ đó là để cho nó có những cái kiến thức sau này rất là quan trọng. <laughs> cái đó nói về thời kỳ du nhập, còn thời kỳ hương thịnh của Phật giáo Mông Cổ thì Phật giáo Mông Cổ trải qua nhiều kỳ thời kỳ thăng trầm, trôi nổi theo vận nước. Thời kỳ thứ nhất xảy ra vào thế kỷ thứ 13, theo sau các cuộc xâm lăng của Mông Cổ trên khắp châu Á. Kết quả của sự mở rộng bờ cõi này đã mang về cho Mông Cổ các truyền thống văn hóa và tôn giáo từ ngoại quốc. Trong số đó, Phật giáo Tây Tạng Phái Thích Ca Sakaya Order chiếm phần ưu thế được người dân Mông Cổ ưa chuộng và ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân. Chúng ta nhớ nhớ mấy cái đoạn này ha. Tức là đoạn đầu thế kỷ thứ 13 thì Phật giáo Tây Tạng chiếm ưu thế. Là do cái phái Sakaya Order. Thì người dân họ rất chuộng và ảnh hưởng rất mạnh mẽ vào cái, cái phái này vào cái thế kỷ 13 đó là cái Phật, Phật giáo Tây Tạng Chính ưu thế chúng ta nhớ như vậy trong những cái hoàng đế của Mông Cổ trong thời bấy giờ có Kulan Khan Kulan Khan hốt thất liệt năm hai một và 1294 hai thiếu chữ một một uh, đó quý vị thiếu một, hai con số trước là cháu nội của hút của thành các tư hãn là người kế thừa và hoàn thành việc chinh phục hoàn toàn trung quốc bằng cách lật đổ triều đại nhà tống lập trên nhà nguyên là người ngưỡng mộ khu Lê khanh là người ngưỡng mộ và quy y phật theo phật đạo theo đạo phật Đặc biệt ông đã từng tham dự cái lễ điểm đạo quan trọng về Pháp Tu Mật Tông. Kalachakra và ông là người có công lao trong cái việc khuyến khích và bảo trợ công việc phiên dịch kinh điển sang tiếng Mông Cổ. thì cái thời kỳ hương thịnh thì có là, 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 có được cái sự bảo trợ mà phiên dịch kinh điển bằng ra tiếng Mông Cổ. Còn thời kỳ Phật giáo hương thịnh thứ hai đó là bắt đầu từ triều đại của Hoàng đế Otan Khan. Otan Khan là vào một năm 07 một năm tám mươi ba khi Mông Cổ có cuộc tiếp xúc với mới với Tây Tạng chính vì thế mà phát phái Hoàng Giáo của Tây Tạng được chính thức truyền vào Mông Cổ và phát triển rất mạnh trên đất nước này qua các sự bảo trợ của Hoàng Đế A, -A Tan Khan. đó là thời kỳ thứ nhất, thân tịnh thời kỳ thứ nhất, đời thời kỳ thứ hai cũng là Tây Tạng. Đời thời kỳ thứ nhất là do vị hoàng đế Kuley Khan vị thứ hai đời thương tịnh thứ hai thì A -tan Khan thì cũng ủng hộ và phát triển rất mạnh mẽ và bảo trợ về Phật giáo của Tây Tạng. Và từ đó trở đi hoàng đế phái Keluka Lugalupha đã thay thế vị trí của Phái Thích Ca để làm công tác truyền giáo ở Mông Cổ. Chúng ta đã có cái Phái Hoàng Giáo. Phái Thích Ca là, Thích Ca là Phái Chakaya, còn cái Phái Kulu là cái Phái Hoàng, Hoàng Giáo là thay thế cái phái thích ca để truyền giáo ở Mông Cổ. Trong thời điểm ấy, có sự kiện quan trọng xảy ra Phật giáo Tây Tạng là một cuộc chinh phục hoàn toàn Tây Tạng vào năm 1614 để lấy lòng dân triều đình Mông Cổ đã ban hành một pháp lệnh rằng Đạt Lai Đạt Ma Đức Đại Đạt Ma của Phái Hoàng Giáo là vị Đế Sư đứng đầu ở thủ đô Lhasa có quyền quản lý thế thế viện và giáo quyền của Tây Tạng ở Tây Tạng. Cả dân tộc Tây Tạng lẫn Mông Cổ đều tin tưởng rằng Đức Đại Đa Đạt, Đạt Ma là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát nên việc điều hành chính trị và tôn giáo ở Tây Tạng được người dân tin tưởng vào khả năng của vị tái sinh và được thừa nhận là đạt lai đạt ma thì cái đời thời kỳ phát triển cái đời hương Thịnh thứ hai thì có bị đạt lai đạt ma mà người giữa mà cả người dân tây tạng cũng như người dân mông cổ mà đều cho rằng ngài là hóa thân của quan thế âm bồ tát cho nên họ rất tin tưởng và cho điều hành điều hành chính trị lẫn tôn giáo họ tin tưởng đến mức độ như vậy chúng ta thấy còn mình lại có mình đây sao tin tưởng nổi không không dám ha <laughs> mỗi đất nước mỗi có cái văn hóa một cái trường thống một cái lý tưởng đều khác nhau ha chúng ai giống ai còn cái đó là thời kỳ thứ hai thời kỳ thứ ba là thời kỳ Phật giáo hương tình thứ ba đó là dưới triều đại của nhà Thanh thì dưới triều đại, đại nhà Thanh 1662 sáu sáu hai chín một là triều đại ủng hộ Phật giáo ở Trung Quốc khi họ xâm chiếm Nội Mông Họ đã có những cái ưu đãi cho Phật giáo Nhiều công tông phái của Phật giáo Trung Quốc Cũng được truyền vào Mông Cổ Từ từ năm 1622 đến 1749 Có nhiều kinh điển đã được dịch Từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Mông Cổ Thì trong cái ba, ba, ba cái thời kỳ hưng thịnh Đến thời kỳ thứ ba này là thời kỳ nhà Thanh là đời cuối cùng mà Phật giáo hưng thịnh đến thời kỳ suy đồi của Phật giáo Mông Cổ vào thế kỷ 20. Thì Mông Cổ chịu nhiều đau khổ và chiến tranh xung đột chính trị từ các cường quốc bên ngoài. Sau Trung Quốc 1912 nhờ Nhật Bản đánh chiếm. Thì chiến thứ hai vào năm 1945 Hồng vân của Liên Xô vân vân, cái này mấy cái này chúng ta lướt qua được. Từ năm 19 89 đến nay thì quốc gia Mông Cổ đã trở nên độc lập. Các rào cản về sinh hoạt, tín ngưỡng đã được tháo bỏ, các hoạt động của Phật giáo đã từng bước trở lại bình thường. Có hơn 160 ngôi viện được xây dựng hoặc mở cửa trở lại và rất nhiều người xuất gia tu học và làm công tác truyền giáo thì đây là đó là cái tài liệu gia, gia hội thư trang còn theo cái tài liệu khác nữa đó là nó có nói về các cái kiến trúc của Phật giáo tại Mông cổ Ta, trong cái bản tài liệu chúng ta có hình không vậy ờ. thì đó ông bữa trước thì tính ra không có uh, in nhưng mà sau <laughs> nghĩ lại thôi để có, có những vị không lên mạng được đó, thì cũng có những cái tư liệu tham khảo để nhìn để cho biết sơ qua những cái cũng con đã từng bông cổ cũng đã từng xây dựng những cái cơ sở tự viện rất là hùng vĩ, rất là vĩ đại cho nên rồi cũng in ra cho vị tham khảo sơ, cho, cho biết thì cái này cái cái tháp thứ nhất cây ngủ. Ngũ tháp này thì xây dựng vào thời nhà Thanh. Còn chùa Đại Chiêu, chùa Đại Chiêu chúng ta nhớ bên Tây Tạng cũng có chùa Đại Chiêu ha, trên chùa nổi tiếng. Và xây dựng vào năm một năm 1579. Cái tháp xây dựng thế kỷ thứ 18. Thì cái thứ ba đó là chùa Lạc Ma ở Mông Cổ. Cái thứ tư đó là tháp ở thành phố Ba Hốt, chùa Chiret Thái Lạc Ma. Phái Lạc Ma thì xây dựng năm 1585, chùa Trắng cái chùa tên là vô vô siri là cái chùa này đã nằm sâu vào trong cái thung lũng vô đan núi di man về phía tây cái này cũng cho chúng ta lướt qua chùa lạc ma minh thứ chín là cái cái chùa uh, xây ở thị trấn bao tu là cháu đời thứ 17 của gandhi khan đã xây dựng thì à, nói về đó là cái nó thông qua cái về cái văn hóa kiến trúc quyền của Phật giáo Mông Cổ. Còn đây thì chúng ta tiếp theo cái chương thứ tư là nói về à, một ngàn năm. Từ một ngàn năm đến năm 1978 thì người Mông Cổ hai lần đã được giáo hóa bởi các cao tăng Tây Tạng. Đần đầu năm 1261 là vị đứng đầu dòng Sakaya tên là Thát Pha. Nhớ hành nhớ cái năm mà Phật giáo Tây Tạng đã hai lần đã truyền đã được giáo hóa ở Mông Cổ lần thứ nhất là 1261 và lần thứ hai và tiếp theo lần thứ hai là 1577 Đức Lạc Đa Đạt Ma. Trong khoảng thời gian mà từ năm 1368 đến 1577 là họ quay lại với cái đạo Samba, Samba Giáo, cái đạo bản xứ của họ. Chúng ta thấy từ cái thời gian từ năm 1261 mà đến năm trong cái thời gian đó là có một cái thời gian từ năm 1368 đến năm 1577 thì họ lại tự nhiên họ quay lại với cái đạo Samma giáo của họ là tức là cái đạo cái bản địa của họ đó. Chính khả năng làm pháp thực của người Tây Tạng đã gây ấn tượng mạnh nhất đối với người Mông Cổ. Thì Maru, Polo đã kể lại đến nhiều điều kỳ lạ của pháp thực đa dạng của các vị lạc ma đã làm cho triều đình của đại hãng. và sau này khi đức đại lạc ma du hành đến thăm otan chagan thủ lĩnh của miền đông mông cổ ngài đã bộc lộ những màu những cái pháp màu những cái màu nhiệm của mình để khắp ở khắp mọi nơi để làm cho ví dụ như làm cho con rồng chảy ngược con suối tàu tàu lên giữa sa mạc vân vân thì và những cái um, móng ngựa của ngài để lại những cái chữ án bên đi bất di hồng vì do cái việc người mông cổ tin theo phật giáo là do các vị lạc ma giờ đây đã đảm nhiệm những cái nghi lễ pháp thuật mà trước kia do cái đạo sa ma thực hiện việc coi trọng sinh mạng của giáo lý phật Ảo Phật được bắt buộc thực hiện theo luật pháp cấm hẳn việc khi sinh đàn bà nô lệ và súc vật theo tập tục đạo xâm Man và hạn chế săn bắn thì khi Phật giáo được Tây Tạng đã được người dân Mông Cổ tin yêu chuộng và đã thì các vị Phật lạc ma đã sửa đổi những cái cái tính văn hóa bản địa như con theo cái đạo Sama đó thì là bỏ đi những cái hy sinh đàn bà và cái những cái nô lệ và hiến tế chú quật á thường mấy cái đạo này họ có những cái cái, cái nghi lễ cái tế vật á thì đã Phật giáo đã lần dần đã thay đổi những cái cái lối sống này cái những cái nghi thức này và lần hóa đạo thứ hai đã được theo bởi cái sự nhiệt thành và tín ngưỡng của là à, tín ngưỡng cho thấy được những gì mà Phật giáo có thể tạo ra được trên khắp lãnh thổ của quốc gia. Lòng sùng bái của người dân Mông Cổ dường như là đã không còn giới hạn. Kinh điển đã được dịch sang tiếng Mông Cổ và hàng ngàn tự viện đã, nguy nga đã được xây cất. Và một số người xuất gia chiếm đến 45% số nam giới trong nước và là những trung tâm thường xuyên của các sinh hoạt văn hóa đáng kể. Thì cái đó theo cái nguồn tư liệu của tu viện Quảng Đức. Còn cái theo cái tư liệu khác nữa thì nói về cái địa điểm linh thiêng của Phật giáo Mông Cổ. Phật giáo Mông Cổ Phật giáo ở Mông Cổ nó bắt nguồn từ phần lớn đặc điểm gần đây của nó đã từ Phật giáo Tây Tạng. Những đặc điểm trên thiên ở Mông Cổ là đa số uh, nó chiếm là do cái Phật giáo ở Tây Tạng, gần đây là do Phật giáo Tây Tạng, ha? do các dòng Kuru Kulut và Kaju. Theo truyền thống của các tôn giáo dân tộc Mông Cổ liên quan đến việc thờ cúng thiên đường, tổ tiên và các tập tục cổ xưa của sama ma giáo ở Bắc Á. Trong đó những người trung gian của con người đi vào trạng thái thôi miên, nuôi chuyện với một số linh hồn, chịu trách nhiệm và may mắn hay bất hạnh của con người. Thì cái địa điểm linh thiêng này là nói về cái đa số là nói về cái đạo sama giáo là cái đạo bản địa của họ <laughs> nhưng mà do cái sự ảnh hưởng của các cái um, sư tây tạng đã các dòng thiền đã theo đã truyền vào các cái tâm để cho các người dân dân, dân tộc Bon cổ họ thờ cúng đơn tổ tiên những cái cái địa điểm linh thiêng đó thì có hai sự kiện nổi bật trong thế kỷ 20. Thì nói về sự kiện nổi bật trong thế kỷ 20 Phật giáo Mông Cổ thì điều đáng chú ý là thế kỷ 20 tại Mông Cổ có hội Phật giáo thế giới ra đời. Đó là Phật giáo châu Á vì hòa bình. Được thành lập vào năm 1970 và đặt trụ sở Tại trung ương thủ đô Ulan Các quốc gia thành viên của hội này gồm có Tây Tạng, Mông Cổ, Ấn Độ, Nga, Tích Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Canada, Triều Tiên, Hồng Kông, Nepal, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, vân vân. Thì đó là nói về cái uh, sự kiện nổi bật trong thế kỷ 20 của tại ở tại Mông Cổ thì gồm có các nước. Để người sáng lập hội này là do vị trụ trì chùa Ganda Din, hòa thượng Kambo Lama Gambosa, là người Mông Cổ đã, đã sáng lập vào năm 1901, 19, chết năm 1980. Vì hiểu được cái sự thống khổ của chiến tranh nên Ngài đã kêu gọi chính quyền Xô Viết cho thành lập hội IBCB để vận động các cường quốc trên thế giới để bãi bỏ vũ khí hạt nhân, nguyên tử, loại vũ khí và giết người hàng loạt và kết quả hội IBCB đã thành lập và hoạt động như ước nguyện của Ngài. Cái sự kiện thứ hai đó là Đức là Lai Ma thứ 14 đã quyến thăm Mông Cổ vào năm 1982 và Ngài đã truyền dạy phái tu Mật Tông cho 140 vị Lạc Ma Mông Cổ tại chùa Ganda Tesedin. Và phiên dịch kinh điển ở Mông Cổ, cái đỉnh cao của nền Phật học Mông Cổ là tam tạng kinh điển Phật giáo đã được dịch sang tiếng Mông Cổ về mặt nghiên cứu Phật học thì Phật học viện Gada Tselin đã được xây dựng vào năm 1838 và được xem là một trường đại học Phật giáo ở Mông Cổ bởi đây là nơi đào tạo tăng tài của Mông Cổ. Nhìn chung sâu gần một Thứ kỷ dậm chân tại chỗ, nay Phật giáo Mông Cổ đang dần và đã ổn định lại và các sinh hoạt truyền thống ngày nay đất nước Mông Cổ đang ở trong một giai đoạn khó khăn sau khi giành lại được cái quyền độc lập và họ đã phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên người Mông Cổ vẫn có một cái nhìn lạc quan về tương lai với niềm tin an ủi và vì rằng trí tuệ và lòng từ bi vô biên đang ẩn tàng trong Phật trong giáo lý của Phật đạo Phật và chính hai yếu tố này đã giúp cho Mông Cổ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Như người Tây Tạng Phật giáo là máu là thịt là hơi thở của người Mông Cổ. Sự phục hưng lại sự lại sức mạnh của Phật giáo là việc làm tất yếu và phải xây dựng để mang lại nền hòa bình và thịnh trị cho đất nước này. Thì hôm nay chúng ta ôm, ôm lại cái ôm sơ là cái uh, Phật giáo Mông Cổ. Rồi sau đó chúng ta cũng từng sau chúng ta sẽ bắt đầu có những câu hỏi để trả lời sơ lược môn Phật giáo Mông Cổ rồi chúng ta kết thúc cái Phật giáo ở đây ha. Hồi chắc tuần tới nữa thì đỡ hỏi thứ tương tọa giám biện không biết là học tới Phật giáo nào. <laughs> chúng ta học qua nhiều Phật giáo quá rồi. <laughs> học quên riết không biết học Phật giáo nào luôn ha. Giỏi quá rồi, chúng ta học vậy là nhanh quá rồi chắc tần tuần sau nữa nhung định xin đổi môn vào lịch sử Phật giáo này đi học tới học kinh điển đi <laughs> học lịch sử này có vẻ buồn quá ha còn Phật giáo ở đâu nữa Campuchia hả Campuchia chắc cũng đơn giản nó cũng cùng với Lào Thái Lan rồi đó Miến Điện đó nó thuộc về Nam Tông còn hôm nay là chúng ta học về mật tông á. <laughs> thì đó tham khảo ý kiến của đại đa số đại chúng. đến đại số thì à, Ngương định cũng muốn đổi môn kinh để học cho nó đổi không khí một tí, học lịch sử nhiều quá. Hả? Chúng a hàm ai vậy? học trước ai vậy? Nhưng mà cũng có người dạy rồi mà. Oh. Trung A Hàm hả? Thì không biết để, để hỏi ý kiến thượng tọa. Tập A Hàm hả? <laughs> Tập A Hàm trước ai vậy? Mà có có nằm trong cái chương trình không? Quý vị thấy sao? học tiếp lịch sử nữa không hay là học đổi đổi qua một thời gian kinh xong rồi mới học trở lại nữa <laughs> mình chỉ biết sơ sơ mấy cái chính thôi à chứ mình không có biết nhiều không cần biết nhiều cho nên nó chứ không biết nhiều mình suy nghĩ mình đọc hết mình cũng bỏ chữ nào cho nên nó chán mình chỉ biết mình có cái khái niệm ở à, lịch sử du nhập vào năm nào gồm có những vị triều đại nào Chúng ta lược sơ sơ vậy đó Thì nó, nó, nó dễ hơn, nó đỡ chán hơn Chứ còn nhìn nguyên cái quyển đó ra Chữ nào cũng nhìn hết thì nó ngán lắm Thật sự lại không có sửa đổi được Nó có sao là mình phải đỡ vậy Không có thay đổi cho nên là Học nó hơi buồn, nó hơi chán Là đúng rồi Cho nên thì nếu cần thì tuần tới nữa Thì chúng ta đổi sang kinh Một thời gian rồi chúng ta mới trở lại nữa Được không? Theo Nguyên định suy nghĩ vậy đó nhưng mà cũng phải hỏi qua ý kiến của vị của thượng tọa giám viện chứ học liên tục như vậy lịch sử không thấy chán quá <laughs> thấy ngán quá ha. thấy buồn quá ha. hả phải đi chơi nữa <cười> <cười> đi chơi mà đi chơi đâu này giờ ở Mỹ đây đâu có cái khu nào mà nói về Phật giáo mà nè, mà nó mang tính để mình học để liên quan đến mình cái bài học của mình đâu mà đi chơi <cười> à. <cười> hình như còn môn Phật giáo Mỹ nữa nè, ờ à, Phật giáo Mỹ nữa đó, mà Phật giáo Mỹ hình như có ni sư Tịnh Quang, Tịnh Quang dạy rồi mà người dạy hết chưa dạy Phật giáo Mỹ à. Phật giáo Mỹ thì đi đi các chùa Mỹ hay chùa ở Mỹ ha <laughs> chùa Mỹ đang chùa Việt Nam không <laughs> thì hôm nay chúng ta ôm đến đây đó thì có những còn những phần nào chúng ta chưa có hiểu chưa ta, ta, còn thắc mắc chúng ta đưa ra cho đại chúng để tham khảo và chia sẻ đại chúng để tương tới chúng ta có những câu hỏi rồi trả lời tiếp cho cái cái môn này cái dứt điểm kết thúc môn này sau đưa rồi cái câu hỏi về cái Phật giáo của tây tạng có khó không quý vị làm chưa thấy chưa có nạp bài ha nhiều ha <laughs>

thứ tư là còn trước ta lịch đó. trước nữa mà. Ừ. À điểm ngược <laughs> có khó quá không học lịch sử có khó quá không, quý vị đúng rồi nó khó khó nhớ mà chịu mà mình không có nhớ nhiều đâu nó không không cần nhớ nhiều đâu mà chỉ mình có cái khái niệm trong đầu nhớ sơ sơ cái chính địa điểm chính là du nhập phát triển suy si uh, si đòi. rồi những cái vị nào nổi tiếng ở trong đó đã truyền giáo nổi bật à, nó thuộc về tôn giáo nào về uh, thiền tông mật tông nước nào nó thuộc về bắc tông nam tông mình mới nhớ mấy cái đó ví dụ các nước như là tây tạng mông cổ thì nó thuộc về bắc tông à, thuộc về mật tông còn mấy cái các nước lào campuchia thái lan là nó thuộc về nam tông nam truyền mình phải nhớ những cái đó chứ không để hỏi tới cái, mấy cái nước đó mà nó thuộc về giáo nào không biết căng dữ đó phải nhớ những cái căn bản những cái tổng cái vậy lớn cái lớn đó mình phải nhớ rành mạch phải nắm trong đầu cho vững không cần nhìn sách mà mình phải nhớ cho kỹ thứ nhất là phải nhớ nước đó nó thuộc Phật giáo trong Bắc Tông hay là Nam Tông rồi Mật Tông Việt Nam mình thuộc là Phật giáo nào giờ này vẫn còn ngớ ngớ <laughs> cần gì <dưới cười> Bắc Truyền hay là Bắc Tông cũng là nó. Thì đó, chúng ta phải nhớ những cái chính là phải nắm vững và nhớ liền, hỏi là trả lời liền, chứ không có nói là ờ, nói ồ con chưa học mà con sao con quên nữa ha. À. mấy đó nó, nó nó mình phải nắm ngay từ đầu, phải vô học là mình phải biết liền, phải nghĩ tới liền. Phật giáo Việt Nam, ở Việt Nam Phật giáo thuộc Tông phái nào, thuộc uh, rồi Tây Tạng chỉ có ba tông phái chính này nó liên quan đi dòng vòng các nước khi nó du nhập vào các nước nó thuộc uh, bắc tông hay mật tông hay thiền tông cái mà trong đó là nó phát triển mạnh nhất là từ nước nào mình phải nhớ mà nhớ cái chính nữa là biết gì không ờ mình học cái đó như nên nhớ trong, nằm trong cuốn đó nó nằm cái đoạn đó cũng được nữa trong cái phần du nhập á trong cái phần Phật giáo hương thịnh á là nó thuộc quốc giáo là năm nào, vào những cái thời kỳ của vua nào. Chúng ta chỉ nhớ mấy cái đó là, là đủ rồi, chứ không cần nhớ những chi tiết trong đó họ phân tích nhiều đâu. Thì nhớ không nổi đâu, ta phải lật sách ai cũng vậy thôi. Như vậy là chúng ta từng sâu, là chúng ta có những câu hỏi. Rồi chúng ta trả lời ha. Hôm nay chúng ta học đến đây. Thì còn cái phần mà nó dạy tiếp nữa, từng tới dạy tiếp môn gì thì đỡ hỏi thường tọa giám viện. Một là chúng ta đổi cái không khí học kinh, hai là chúng ta học tiếp Phật giáo Campuchia. cái này hàm à? Trung hàm, ok. Để hỏi thiền tòa ý kiến của thiền giám viện. Phật giáo Campuchia thì chắc cũng ngắn, không có dài. Mà chắc là phải thay đổi, chứ đỡ làm bài thi kiểm tra nhiều quá. Vì học viên ngắn ha, tâm lý. Ồ. Không mà chính nhiều khi làm như vậy đó mà, mà chúng ta nhớ nhiều, đó, học được nhiều, đó, kiến thức được nhiều, mở rộng được nhiều, <laughs> không sao từ từ là nó cũng nhớ gặp học cái vô trong cái bài kinh cái bài luận rồi nó gặp chúng ta cũng nhớ được chút chút lại đó. như vậy là chúng ta khởi thân hồi hướng ha. mời quý vị khởi thân để chúng ta hồi hướng ở đây